Thắng Đức xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên chuẩn bị bước vào năm mới thì cho tôi xin được gửi một lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng tới tất cả các anh chị đang theo dõi trên kênh Bản Em, Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước các bác. Hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái phần quà của chị Phạm Thúy Lan, chị ở bên Hồng Kông, là có nhờ chị Trần Tố Giáng My là chuyển tiền cho Lực là 1.500.000. Và trong đó thì cho Lực mua là 4 phần quà gửi tới cho em Hưng Thuận này, ông cụ một mình này và ông Bại Liệt, và thêm là hai ông cháu nữa, ông cụ Bại Liệt với lại em Hưng với lại ông cụ Dùng sống một mình các bác. Thì cho Lực đã trao hết cái phần quà rồi. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thức phim trước thì cũng đã biết là cái số tiền mà cho Lực đi mua là rơi vào bao nhiêu các bác. Ở đây thì mỗi cái phần quà cho Lực đi mua là rơi vào là 375.000, tổng 4 phần quà là 1.500.000 đồng các bác. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của hai ông cháu một chút. Trong khoảng thời gian qua thì cháu Lực đang bận rộn ở trên nhà của hai anh em Hải Sử để mà làm cái tân gia, thì cháu Lực chưa để xuống đây được cô bác. Và đồng thời thì hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà An Tạm, có gửi cho hai anh em, có gửi cho là hai ông cháu là một cân lạp sườn cô bác ạ. Một cân lạp sườn. Lạp sườn này thì cháu Lực tự mà làm. Trong khi mà cháu Lực làm thì cũng được các bác là đặt mua và gửi tặng, những hoàn cảnh đó thì hầu như là cũng hết rồi cô bác ạ. Bây giờ thì chắc là phải làm thì mới có. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Lực đi xuống trao phần quà Tết của chị Phạm Thúy Lan tới cho hai ông cháu các bác nhá. Xin mời các bác. Cung đường của nhà hai ông cháu đi thì chắc là cũng không có xa lạ gì với các bác rồi. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì hầu như là cháu Lực đều ghi hình một chút chút về cái quãng đường của mình đi. Hôm nay thì thời tiết nắng có vẻ như là khá là đẹp một chút của bác ạ. Đấy, thời tiết thì bây giờ chuẩn bị là đến mùa hè rồi đấy. Còn chỉ còn vài ngày nữa thôi thì là cũng đến một cái ngày Tết mà một cái năm mới rồi. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của hai cháu để cháu Lực sẽ ghi hình sau các bạn. Có đường thì đi nó cũng đường hơi trơn trơn một chút các bác ạ. Nó có vẻ như là thời tiết nắng ấm ấm lên thì cháu Lực nhìn thấy là hầu như là bà con ai cũng đang làm ruộng các bác ạ, đang chuẩn bị cho mạ khác nhau. Vừa rồi thì thấy ông đang phát cây ở đây, bây giờ không biết là ông lại đi đâu rồi các bác. Lại thấy ông đóng cửa nó không biết là đi đâu rồi. Chắc là đi đâu đấy, củi gì đấy. Bây giờ thì sẽ để quà đây một chút đã, đi xem ông đang ở đâu đấy. Như ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Đức cũng đã chia sẻ lên rồi, thì cô bác anh chị cũng đã biết rằng là một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ và nhỏ luôn cô bác ạ. Trông như kiểu là cái ngôi nhà này như kiểu là bị sắp đổ và sắp sập rồi. Ống này là ống để đúa đấy mà, để bắt đúa này. Bây giờ thì sẽ phải đi xem ông hôm nay ông có đi hộ ai làm gì không, xem là có đi làm thuê ở đâu không cô bác. Thì cháu Đức sẽ gọi ông về và gửi cái phần quà này cho ông. Và đồng thời thì cũng hướng dẫn để ông nấu cái lạp sườn để hai ông cháu ăn luôn. Vừa rồi thì cháu Lực ra đến nhà thì không thấy ông đâu các bác ạ. Ông thì nghe tin bảo là ra bên kia để mà đi làm thuê thôi. Bây giờ thì sẽ dạo ông thì là ở đây luôn rồi các bác này. Hôm nay ông đi đâu về đấy ông? Ông đi làm thuê về. Đi làm thuê á? Vâng. Cả Mạnh cũng đi à? Vâng, Mạnh cũng đi gửi nhà chú Chiến bên kia về. Tiện đường thì rủ nó về. Tiện đường là rủ Mạnh về luôn à? Vâng. Thế là ông về là đi làm buổi sáng, đi làm buổi sáng này à? Vâng. Thế chiều nay còn đi làm không ông? Buổi chiều thì cũng đi, chiều ông gieo mạ tí. Chiều là ông gieo mạ à? Vâng. Thì làm buổi sáng cho xin họ xin cây chuối này à? Xin cây chuối
để mà con lợn bé tí không có cám gì cho nó ăn. À, thế là Mạnh là cũng đi cùng luôn à? Ông cho Mạnh đi cùng luôn à? Vâng. Ồ, Mạnh thì mặt là bẩn quá rồi. Tí về là phải rửa mặt nhá. Thích ăn mế lắm à, đi đòi 20.000. Mới được cây mế này nó ăn một đòn sắc hết rồi. Ồ, mua 20.000 á? Vâng. Ôi. Đi, Mạnh à, chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi, hôm nay Mạnh đi đâu về? Mạnh cùng ông đi đâu về? Chẳng đi học về, nó đi đường kia, à. Ông mới đón về. Mạnh là đi học về rồi à? Vâng. Thế buổi chiều nay Mạnh còn đi học không? Không. Không à, ôi Mạnh là sắp bị đau mắt rồi. Ôi Mạnh là sắp bị đau mắt rồi Mạnh. Ôi ôi, đỏ hết rồi đây này, đỏ hết rồi, nào, đào thì chú xem nào. Rồi, trong này đỏ hết rồi, bị đau mắt rồi đấy. Thế là phải đi mua thuốc đau mắt rồi. Đấy, ông đi như thế này cứ đeo ủng đi cho ông, đeo ủng đi cho Mạnh nhá. Vâng. Thế là hai ông cháu vừa rồi là mệt quá là ngồi đây nghỉ à ông? Vâng, ông cháu vừa về bên kia nghỉ một tí rồi. À, thế là Mạnh là cho ông cống là Mạnh khác đi? Mạnh khác đi thôi. Mạnh khác đi? À. Ông tiếp trừ đi thôi. À, thế thì bây giờ ông cháu mình về nhà thôi nhờ? Vâng. Đây cháu lại đem quà xuống cho ông. Đi về nhà thôi nhỉ Mạnh nhỉ? Vâng. Đây, cho ông, cho ông đi trước hay là đi sau? Cái chuối này độ tầm bao nhiêu cân đấy ông? Có 25-30 không biết rồi. 25-30 chắc phải hơn rồi. Chuối này chắc phải tầm 50 cân đấy. Lấy thì cũng được. À. Cháu lại thấy là lượn nhà ông thì cũng chỉ cho ăn nguyên cái chuối này thôi nhờ. Thế rồi. Cái chuối này không có cám gì. À. Thế Mạnh là cũng đi khá là chững chạc rồi cho nên là tự đi này cô bác này. Đấy, đi theo ông ấy. Mạnh là chỉ có là đi theo ông thôi bây giờ ấy. Bố mẹ thì mẹ thì bỏ đi rồi, bố thì đi bị lừa sang Campuchia không biết là tung tích như thế nào cho cô bác ạ. Cháu Lực nghĩ là khoảng thời gian 2 năm vừa qua nếu mà không có tung tích gì thì bố của Mạnh có thể là bị người ta lừa bán đi chỗ khác hay là còn có thể là ra đi hiểu ấy. Mạnh thì nó nhóc lại theo sau ông. Thế là ông đi đâu thì Mạnh là đi đấy thôi à? Thế vừa rồi thì ai đón Mạnh đi học về? Không đâu. Không đi nữa, kêu nó không về. Kêu cùng bạn về. Là khác cùng bạn để về đúng không? Khác cùng bạn nhưng nó không dám đi. Hôm nay Mạnh không học buổi chiều à? Không học buổi chiều. Thế là bây giờ được nghỉ Tết rồi đúng không? Tết rồi. Chỗ này thì cháu được nhìn thấy là có khá là nhiều nước này cô bác này. Gọi đi đi, hai ông cháu đi trước đi. Thế ông thì khi mà đi làm thuê về đấy các bác này còn xin cây lúa người ta về. Ông thì đi làm thuê còn đi xin cái cây chuối về để mà cho lợn nữa. Ở đây thì là ông mua đấy chứ, không phải là ông xin đấy chứ, không phải là mua đấy chứ ông? Mua chứ. Cái này mua á? Thế là mua một cây hay là như nào không? Mua một cây nọ, thì cây nọ 30.000. À. Thế là mỗi lần ông về là ông vác được một đoạn à? Vâng. Anh Mạnh thì chạy lon ton lo chung ton chạy đi trước rồi. Đấy, ra đến đây thì cũng tự biết ra rửa chân. Đấy, rửa chân sạch sẽ nhá. Mạnh nhá. Mạnh là khác biết ra rửa chân của bác này. Hầu như là bé Mạnh thì tự lập rất là sớm. Sắn quần lên nào Mạnh. Sắn quần lên, rồi đấy đúng rồi. Mạnh thì rất là ngoan của bác ạ. Và rất là đáng yêu nữa chứ. Đấy, bây giờ thì cái cuộc sống của em ấy thì chỉ có là ở với lại người ông thôi.
ông đi làm thuê thì cũng chỉ có đi cùng ông để mà làm sao mà có chỗ để mà ông là vừa trông lại vừa đi làm thuê được. Đấy, rửa chân sạch sạch nhá, một tí về nhà nó không có bẩn nhá. Mày nhớ chưa? Rồi. Ngoan lắm. Mạnh thì đã ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm á? Thế đói chưa? Đói rồi à? Mạnh bảo là đói đấy ông ạ. Đấy, hai ông cháu rửa chân tay đi xong là về nhà. Ở nhà còn cơm nguội đúng không? Hôm nay thì ông kia đấy không ăn cơm nữa cho về nhà mới ăn. Là thế là người ta không nuôi ăn à ông? Nó nuôi mà. Bảo cháu đi họ chả biết đi đâu thì ông về. Ông về tìm à? Tìm cháu này tháng nay họ chả biết đi đâu. Mà thế thì tôi cho cơm tí, cho thịt mật tí để đi. Cháu, ông cháu cũng ăn nhá. Thế thì ông rửa tay chân đi, rửa xong thì về nhà đi. Thế là người ta là cho cơm, được cho cơm về đúng không? Vâng. Rồi. Vâng. Cháu của ông thì đem đi đâu rồi hay là người ta lấy đi rồi? Bộ ở trên. Bộ ở trên này à? Không lấy cỏ đi làm gì. Tối là lấy giường cho nó mà có. Hãy hôm nay thì cháu lại đem rất là nhiều quà cho ông. Ôi, đóng cả khóa, ông khóa cửa rồi à? Đây này, cô bác này, ông thì hôm nọ là bác, có bác có gửi khóa cho thì ông cũng đã làm nguyên một bộ khóa rồi. Đây, ông hộ cháu cầm cái này vào nhà đi ông. Vâng. Ông mở cửa đi, con cầm quà đi vào ấy. Đấy, ngôi nhà của hai ông cháu thì... khá là nhỏ bé, cô bác ở một cái ngôi nhà như vậy. Đấy, có rất là nhiều quà không ạ? Rồi, ông hộ con cầm vào nhá. Đấy, đây không? Đây. Ông cầm cái này đi. Đấy. Rồi, cái này là cái lạp xưởng này, một tí sẽ để cho hai ông cháu là ăn luôn. Cháu Đức sẽ hướng dẫn hai ông cháu là để mà nấu luôn cô bác ạ. Bây giờ thì gửi cái phần quà tới cho ông đã. Ông thử bật cái đèn lên thế nào ông, cho nó sáng nhà một tí. Trời nắng như này thì chắc là cũng gọi là... Đấy, ở trong nhà thì hiện tại là cũng có thêm là bóng đèn là nắng. Ôi, bắt sắp rơi không? Bắt sắp rơi kìa. Trong nhà thì hiện tại là cũng có bóng đèn năng lượng mặt trời của bác này. Thì khi mà mình dùng thì nó sẽ sáng đi một chút. Ông cầm ra bên này một chút không? Đấy. Ông cầm ra bên này một chút xem là trong đây có phần quà gì. Đấy, rồi thì cháu sẽ hướng dẫn là ông dùng nhá. Đấy, Mạnh ra bên này một tí, Mạnh ra đây nào. Đấy. Đấy, rồi Mạnh ngồi xuống đây. Đấy. Mạnh ngồi ra kia, ngồi với ông kia. Mạnh ngồi ra với ông. Đấy, ngồi ra với ông. Xong là cô quay mặt vào đây một chút. Đấy. Hôm nay chú lại đem quà xuống cho Mạnh nhá. Là để Mạnh với lại ông ăn Tết nhá. Đấy. Hôm nay thì có một chị là Phạm Thúy Lan, chị ở bên Hồng Kông. Thì là có gửi cho ông là một cái phần quà là trị giá là 375.000. Đấy, và trong đó thì sẽ gồm có cả một cái bịch giấy này ông này, để bà ông hai ông cháu là đi vệ sinh cũng như là lau tay lau miệng nhá. Đấy, và ông của con mở cái này bỏ từng thứ một ông ạ. Cái này để làm gì Mạnh có biết không? Không biết á. Đấy, và một chai dầu ăn ông nhá. Đấy. Đấy, mà một gói mứt Tết nhá. Một gói mứt Tết để mà mình Tết này nhá. Đấy, gần đến Tết thì những cái phần quà nào thì không thể thiếu được những cái gói mứt Tết này cả cô bác ạ. Có gói mứt Tết thì hầu như là không khí Tết là về. Đấy, một cái thùng mì tôm để mà hai ông cháu ăn sáng nhá. Rồi. Đấy, thùng cái tung bên này hết rồi đúng không? Đấy, ông để ở đây một chút. Đấy, và một hộp bánh không nhá. Đấy, hộp bánh, đây là có hai hộp bánh không nhá.
Đây, ông mở ra bên trong là còn được cái gì gì đó nè. À, chai nước này, chai nước của cháu, chai nước của cháu. Đấy. Đấy, chai dầu rửa bát nhá ông nhá. Gói này là gói xà phòng tắm ông nhá. Có hai gói xà phòng tắm ông nhá. Gói đường ông nhá. Mì chính. Đâu, tổng tất cả xem là có 9 món chưa? Là đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 8 món. Đấy. Tất cả là gồm là 8 phần quà ông nhá. Đấy, cái này để làm gì Mạnh có biết không? Để tắm. Để tắm à? Đấy, để tắm thì Mạnh cũng biết rồi nhá. Là bây giờ trời nắng rồi thì thỉnh thoảng là tắm nhá. Rồi. Trời lạnh thì có thể đun nước tắm, nhưng mà bây giờ nóng rồi, nóng thì mình chỉ khó tắm rửa cho người nó thơm tho một chút nhá. Hôm nay chú mua quà cho Mạnh thì Mạnh có thích không? Thích. Thích à? Đấy, mua bánh cho hai ông cháu nữa nhá. Đấy, bánh này thì là hai ông cháu. Bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm thì không ăn bánh đâu nhá. Tí Mạnh không ăn được cơm. Đấy, cộng thêm là một gói lạp xưởng nữa. Gói lạp xưởng à, cháu để kia ông ạ. Mạnh ra lấy gói kia cho chú đây. Đấy, lấy ra đây cho chú. Rồi, lấy ra đây. Đấy, cộng thêm một gói lạp xưởng nữa. Đấy, bây giờ thì cháu lên nói lại cho ông thêm một lần nữa nhá. Phần quà này là phần quà của là chị Phạm Thúy Lan ở bên Hồng Kông ông nhá. Đấy, trị giá phần quà này là 375.000 ông nhá. Đấy, ở đây thì hôm qua là khi mà cháu Lực đi mua, các bác này, cháu Lực mua là 4 phần quà, là tổng là hết là 1.600.000. Thì được bên quán tạp hóa người ta bớt được cháu Lực 100.000. Tại vì là cháu Lực cũng hay là mua đồ trên đấy. Cháu Lực cũng chỉ bảo rằng là cháu Lực nhận được một khoản tiền là 1.500.000, thì làm sao mà lựa chọn những cái món đồ cho nó đủ 1.500.000. Nhưng mà khi mà cháu Lực lựa chọn ấy, thì nó hơn lên một chút, thì anh chủ quán thì cũng bớt đấy. Mạnh thì gửi một lời cảm ơn, một lời chúc Tết tới bà Lan nhá. Rồi bây giờ thì Mạnh khoanh tay vào. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn bà Lan. Bà Lan. Năm mới. Năm mới. Con chúc bà. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Rồi, đấy. Bây giờ thì ông gửi một lời cảm ơn tới là chị Lan nhá, ông nhá. Rồi ông. Tới chị Lan. Với chúc sức khỏe của chị Lan cũng mạnh khỏe nhá. Tôi đi cũng biết nói tiếng nhiều. Tiếng phổ thông không biết. Thì dân tôi mình nói cháu không đi học không biết chữ, không biết tiếng nhiều. Cảm ơn chị bên Hồng Kông gửi tới cho ông đấy, nhận được rồi. Rồi. Cảm ơn anh Tiến mạnh khỏe nhá, chị nhá. Rồi. Thế thì hôm nay thì ông nhận được những cái phần quà này thì ông có cảm thấy vui không? Vui rồi. Vui à? Đã bao giờ ai đem những phần quà tới tận tay, tận nhà để mà ông trao cho ông không? Không có đâu. Không có à? Mấy đời không thấy rồi. Thế thì ở đây thì con cũng đi chia sẻ thì cả Mạnh nữa là cũng đều, mấy ông cháu mình là đều có duyên. Với lại ông cũng có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân nữa. Thì các bác gửi quà là hỗ trợ cho hai ông cháu. Đấy, để cho làm sao mà hai ông cháu có cải thiện thêm một chút về cái phần cuộc sống cũng như là cái hoàn cảnh của mình. Đấy, và thứ hai thì là có bà An Phạm nhá. Bà An Phạm thì có mua cho ông là một cân lạp xưởng ông nhá. Đấy, một cân lạp xưởng. Cái này thì một tí nữa là ông đi vót cây tre cháu nhá. Đi vót cây tre xong là để mà xiên lại. Xiên lại nhá. Xiên lại xong là để trên cái chỗ mà chạm bếp. Chạm bếp nhá, chạm bếp nhá. Đấy, bây giờ thì ông đi bây giờ thì ông nhóm bếp nhá. Ông vừa nhóm bếp, ông vừa vét cho cháu là thêm là một cái thanh nhá, dài dài nhá, để cháu hướng dẫn cho ông là nấu lạp sườn này nhá, để lần sau là ông với Mạnh ăn. Thế thì bây giờ ông với Mạnh là chưa ăn cơm mà đúng không? Thế chưa ăn cơm thì bây giờ cháu chỉ biến món này cho ông ăn nhá. Cháu vừa chỉ biến, ông vừa chỉ dạy nhá. Đấy. Rồi bây giờ Mạnh thì có biết nhóm bếp không? Chưa biết đâu. Biết đấy, bảo biết đấy. Thế thì đi ra ngoài nhá bây giờ ấy. Nhá. Bây giờ Mạnh đi ra ngoài là cùng chú với lại cùng ông để nấu cái này nhá. Đấy, cái này là cái lạp xưởng mà bà An Phạm là gửi cho ông nhá. Gửi cho Mạnh nhá, để mà ăn cơm đấy, cái này để ăn cơm rất là ngon nhá.
mua thì cũng rất là đắt đấy nhá. Đấy. Đấy bây giờ thì đi làm đấy nhá. Bây giờ thì mình chế biến đấy nhá. Đấy một tí nữa xem là ăn xong có ngon không nhá. Rồi bây giờ Mạnh cầm đi đi, cầm cả hai gói đi. Đấy cầm đi. Đấy. Không cái này một tí mình phải lấy xiên ông ạ để mà phơi cho nó sẽ được lâu hơn. Đấy bây giờ để ông dọn đồ đi nhá ông nhá. Đấy ông cho vào túi lên, ông cho vào túi xong rồi để vào đây. Góc nào đi. Đấy, bây giờ thì cháu được xé hộ ông là nhóm bếp của bác ạ. Đấy, nhìn vào cái số bếp của ông anh cô bác này cũng một cái bếp mà phải nói là làm tạm bợ thôi. Đấy bây giờ thì chú chế biến cho Mạnh nhá. Vâng. Để Mạnh với ông là ăn cơm nhá. Vâng. Rồi. Bây giờ thì Mạnh ngồi ở đâu nhỉ? Ngồi đây nhá. Nhưng mà đây có dao cẩn thận nhá. Đấy vừa rồi thì ông có nói của bác này là đi nhà người ta, đi hộ người ta xong là người ta cho cơm này. Là cơm này đúng không? Vâng. Là người ta làm không ăn nhà người ta cho cơm với lại một ít thịt đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ là ông làm cái này một thanh thôi nhá. Để một tí nữa cháu sẽ hướng dẫn là ông. Xong là đến bữa mà ông với lại Mạnh là ăn cơm nhá. Rồi. Bây giờ thì sẽ để ở đây đã. Bây giờ thì ông đi vét đi vót cái tre cho cháu nhá. Ông đi vót xong là mình lấy xiên ra ông ạ, thì nó mới được lâu. Ở đây có dao luôn này ông này. Đấy, không biết là Mạnh lại chạy đi đâu rồi, chạy to ra kia rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì có được xé dùng để mà xiên lại cho ông đã. Đúng rồi. Đây ông làm cái này này, ông vót cái này đấy. Vót nó nhỏ một chút để mà xiên lại. Cái này thì ông định làm cái gì cái này ấy? Đi chỗ đi long làm gieo mạ. À để gieo mạ à? Ừ. Ông xiên cái đấy nhỏ nhỏ ra. Ông làm cái đấy vót vót nhỏ nhỏ ra để làm sao mà xiên được cái này nhá. Thì một tí nữa thì cháu sẽ chỉ dạy ông là một thanh thôi nhá. Xong là được sau ông với Mạnh là làm như thế nhá. Này thì chắc là hai ông cháu là chưa có được ăn bao giờ cả. Ông được nhìn thấy bao giờ chưa? Chưa thấy đâu à? Ồ. Thấy chưa được ăn. Ồ. Đấy khi mà cái cuộn khi mà gia đình nhà mà có rơi vào cái hoàn cảnh như thế này cô bác này thì bố thì không ở nhà. Mẹ thì đã bỏ đi theo người mới để mà lấy chồng rồi. Bố thì không biết là hiện tại là còn hay là đã mất rồi. Bị lừa sang Campuchia là khả năng là gọi là 90% là không có trở lại được về Việt Nam. Đấy, khi mà đi thì hầu như là không có làm giấy tờ gì cả cô bác ạ. Tôi lực cũng đã chứng kiến rất là nhiều vụ rồi. Đấy, thế là được rồi ông. Đấy, vóc nó cả thế đấy. Đấy, bây giờ ông dùng cái này để xiên lại ông nhé. Đấy, ông mở ra đi. Đấy, nó thuộc dạng cái túi zip đấy. Xong rồi mình, xong rồi ông để phơi dưới cái chỗ mà mình nấu cơm ấy. Đấy, ông để chọc cái đầu nó phơi ra. Đấy, cứ lấy ra đi ông. Đấy. Ông kéo cái thanh lên đi. Đấy, lấy ra hết đi ông, lấy ra phơi đi. Một tí là ông ăn cơm là ông chỉ làm với một thanh thôi nhá. Đây mỗi bữa là hai ông cháu làm một thanh thì ở đây là có là cháu được chia ra là 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 là được 8 thanh rồi. Một khi là một bữa là không ăn hết một thanh đâu đấy nhờ ông nhờ. Bây giờ thì không ông ạ, cái này là phải lấy ra phơi hết ông ạ. Phơi hết rồi. Đúng rồi. Thì nó mới được lâu hơn chứ không là mình để cái túi này. Nếu mà để cái túi này thì nhà ông phải có tủ lạnh, nhưng mà nhà ông không có tủ lạnh ấy. Không có đâu. Đấy. Mưa đi nhà. Đấy, Mạnh thì phải nói là rất là háo hức cô bác ạ. Đấy, túi bóng này thì cất đi nhá ông nhá. Đấy. Chưa bao giờ thấy đâu không? Bây giờ thì ông xuyên là chừa lại một thanh nhá, để một tí nữa là cháu hướng dẫn ông là để nấu nấu ăn nhá.
Đây, ở đây thì khi mà cháu được tự làm các bác này thì nó sẽ không có được màu, nó sẽ không được có được đẹp cho lắm đâu. Vậy và khi mà các bác nhận được ấy thì các bác sẽ để trong tủ đá luôn thì nó sẽ để bảo quản được lâu hơn, tại vì là cháu được cũng không có biết là dùng cái thuốc bảo quản gì cả. Đấy, không ông ơi, để lại một thanh đi, để lại một thanh để ăn đi. Đấy, để lại một thanh đi, để lại một cái đi. Đấy. Đấy, bây giờ thì ông sẽ cầm ra bên kia để mà treo ở bếp nhá. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ cầm cho ông cái này. Đấy, Mạnh thì cầm tới bóng cho ông nhá. Bóng. Ông có ngửi thấy mùi thơm không? Thơm không? Đấy. Đấy, thế thì bây giờ ông để trên treo trên đây nhá. Đấy, ông ai dùng để treo đấy nhá. Đấy, làm như này thì nó sẽ được lâu hơn cô bác ạ, tại vì nhà ông không có tủ lạnh. Bây giờ thì ông nhóm bếp nhau nhá. Cháu sẽ đi thái cái này cho ông nhá. Đấy. Bây giờ thì sẽ để ông nhóm bếp ra cô bác ạ, cho được đi thái cái này ra, vừa thái là vừa chỉ dẫn ông nữa. Hai ông cháu là đi làm về, các bác đi làm về xong là ông mới bắt đầu là nấu cơm. Hiện tại thì bé Mạnh đang còn rất là nhỏ cho nên là chưa có thể là phụ giúp được ông là nhiều cả. Thế là mỗi lần là ông đi làm nếu mà không ăn cơm nhà người ta là người ta cho cơm để ông về đúng không? Bây giờ ông lấy cái chảo hay là cái nồi ở đây ông nhá. Khi mà đi vào nhà của bác này còn phải lấy cúi thì mới vào được nhà. Cái chỗ này là ông nấu cơm khá là nhiều đấy. Mày thì cũng bảo là khá là đói rồi cô bác ạ. Bây giờ cái này thì xế, cái này thì cũng rán nhanh thôi, rán độ tầm là 2-3 phút là cũng được ăn rồi. Vừa rồi thì cháu được ngồi ở đây cô bác, khi mà đứng dậy ấy, thì cái này cọc vào lưng khá là đau. Đấy, hai ông cháu thì mỗi lần mà nấu ấy chỉ là nấu độ tầm là một bát con này là cũng đủ ăn rồi ông ạ. Đấy, chỗ này thì có thể là đủ ông là ăn độ tầm là, nhưng mà ăn liên tục ấy, ăn liên tục thì độ tầm được 10 bữa đấy cô bác ạ. Những thanh dài thì sẽ ăn được là 2 thanh. Đấy, còn nhưng mà ở đây thì ông cũng phải là kèm theo đó là ăn cả rau nữa, cả cùng nữa. Nha, Mạnh nha. Chào các ông bà cái nào. Chào các ông, các bà. Con tên là gì? Mày. Họ và tên đầy đủ là gì? Xin Đức Mạnh. Con tên là gì? Xin Đức Mạnh. Năm nay con được bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Rồi, đang sang năm sau nữa là được 6 tuổi, đã đi học lớp 1 rồi ông ạ. Đấy, cố gắng làm sao mà ông đừng để cho Mạnh là bỏ học ông nhá. Không được bỏ học Mạnh nhá. Lớn lên đấy rồi. Ông cho một ít dầu vào cho con nhá. Cái gì đấy? Quả gì đấy nhờ, chú xem nào, quả gì đấy? Quả này ăn được không? Ăn được không? Không ăn được đâu à? Không ăn được thế sao lại lâu? Rồi rồi. Rơi đất rồi. Đấy, ba ông cháu đi ở trong nhà, hai ông cháu đi ở trong nhà thì cũng có cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác này. Thì khi mà đến tối chứ má thì chưa ăn chú. Đâu đây uốn nếu con này nọ thì bố đó dê bố. Dê hóc cái này chứ. Nửa dê chín cái này chứ mẹ uốn ở mẹ nữa. Không đấy, nửa vào uốn nếu vào nó. Dê dê tại mảnh chín chứ à? Đấy, bây giờ thì cháu chỉ ông nấu một lần đấy, chỉ biến một lần đấy thì lần sau là ông với Mạnh là nấu nhá. Còn là cái này thì đến ông phải cất vào nhà nhá, đừng có để treo trên này nhá. Treo này là chó là ăn đấy, không hẳn là chó mà có khi là có người nào qua đây là nó cũng ra đây nó nướng ăn cho nó mới đi ấy. Đấy, sợ người đấy. Để đây con chuồn đấy nó khó ăn mà. Đấy, đấy. Bây giờ thì ông giá nó lên nhá. À đây cho được nhìn thấy là có đôi đũa của nhà ông ở đây. Đấy, như người thì cũng không có gì để mà ăn, đến nỗi mà nuôi lợn ấy, nuôi lợn thì cũng chỉ ăn là nguyên cái cây chuối không thôi. Lấy cái thử cho mình xem. Đây thì ông rán nó như này nhá ông nhá. Muối mì chính chắc có rồi. Không có đâu, không cần đâu ạ, cái này không cho mình mà muối mì chính nhá. Tại vì là con làm con đã đủ cho gia vị hết rồi. Ui. Mẹ ơi là mẹ.
cuộc sống của bé Mạnh ấy, hiện tại là em ấy còn đang có bé cho nên là chưa hiểu được chuyện gì cho lắm, nhưng mà em cũng hiểu được rằng là bây giờ mình không có bố Mạnh nữa rồi, chỉ có mối là người ông chăm lo cho mình từng chút một thôi. Đấy, mong sao là gửi cháu vào tí đi cháu ơi. Ông đi đâu ấy? Ông đi rửa bát à? Thế thì bây giờ để cháu được xe nấu cơm cho Mạnh. Nào Mạnh lấy củi cái để vào cho chú nào. Củi cái kia. Đấy. Thanh củi cái kia để vào đây. Đấy rồi. Mạnh cất cái bật lửa này đi. Đấy. Đấy, cũng biết là hộ ông dọn dẹp thuốc lào này. Dọn dẹp bật lửa này. Đấy, thấy nhìn thấy cái túi bóng là rơi xuống là nhạt luôn. Mạnh là có biết nhóm quỷ không? Biết á. Ôi dồi ôi, tài thật. Bé Mạnh thì bị đau mắt rồi cô bác ạ. Đây này, nào chú xem nào. Đấy, đỏ đỏ đây nào. Có bị đau không? Đau. Đau quá. Đấy, cháu Lực sẽ chỉ dạy là hai ông cháu là nấu một lần thì là lần sau hai ông cháu thì có sẽ biết nấu. Đấy, cái này thì cách chế biến thì cũng rất là đơn giản đó các bác ạ. Chỉ cần là thái ra, thái lát ra xong là rán nó lên thôi. Đấy, các bác cũng nếu mà các bác mua về thì các bác có thể là lấy hớp lên cũng được này, hoặc là để cả thanh nó rán cũng được. Đấy, tùy theo sở thích của các bác chế biến như nào. Đấy, ông dán lên, dán một chút nữa nhá để cho nó vàng vàng lên á. Mấy cái này thì khi mà ông ở đây ấy, thì là ông treo ở ngoài nhá. À treo ở ngoài, còn khi mà ông đi đâu rồi ông khóa cửa vào thì để vào trong nhà nhá. Mạnh thì có bao giờ đi ngủ nhà hàng xóm đúng không? Không bao giờ đi đâu à. Không à? Đâu ông không ở. Không ông ở mái rồi. Đã đi đâu. Thế sang năm sau thì Mạnh là đi học lớp 1 đấy nhỉ, sang năm sau ấy. Vâng. Năm sau là lớn hơn đấy, bây giờ thì có còn nhỏ hơn. Đến lớp 1 là chắc là có khi là Mạnh là biết nấu cơm cho ông rồi ấy nhỉ. Vâng. Năm nữa thì biết chưa. Khi mà Mạnh lớn hơn một chút ấy thì là ông thì sẽ gọi là đỡ vất vả hơn một chút của bác ạ. Cháu thì cũng còn là nhỏ thôi, ở đây thì cũng có thể là sang năm lớp 1 thì Mạnh có thể là biết đi rửa bát này, biết nấu cơm này. Những cái nồi như này thì chắc là ông cũng phải nói là mua từ rất là lâu rồi đấy ông nhỉ? Mua lâu rồi. Cái tai nó lỏng hết này. Hai cái tai thì hầu như là tuột hết đinh rồi đúng không? Có gì bố phải dùng làm ăn thôi. Bạn gọi là mình dùng bao giờ mà nó bị thủng, không còn dùng được, không còn sử dụng được nữa thì mình mới lại mua cái mới đúng không? Sắp chín rồi. Đây một đợi một lúc nào đợi cho nó vàng vàng đó. Đấy. Đợi cho nó vàng vàng thêm một chút nữa. Tại vì cái bếp của ông ấy của bác này thì do là không có chỗ nào để mà che ấy, thì hầu như là gió nó thổi, hình như thổi là nó không có bị thẳng ở phần nồi cả. Tết này nhà mà có nhà người ta con trai đi làm về ấy thì là ông không có con trai về ấy, thì ông có buồn không? Có buồn chứ. Buồn. Buồn ai, có con trai về, con mình chả biết đi đâu, không về. Mình nhớ không biết làm cái gì được rồi. Như ông thì cùng cháu nó, con nó, là cháu của ông, ở nhà nó. Con nó. Đấy, bây giờ thì đến ông ấy. Đến cuối năm với cô bác này, nhà thì con cái người ta đi làm xa, dù ở đâu
thì cũng về đến nhà để mà ăn Tết cùng với gia đình. Đằng này hai ông cháu Mạnh thì không có bố để mà về, ông thì cũng không có con để mà về. Ở đây thì cháu Đức thì cũng chưa rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng mà cháu Đức cũng cảm nhận được rằng là cái nỗi buồn không có con để mà về mà chăm lo. Ôi gà của ông thì gà kia thì đẻ không? Thế thì gà đẻ như này thì ông có lấy trứng để đi bán không? Ước cho nó có con. Cho nó có con à? Ông ơi, thổi củi của anh to, ông cho nó to to đi một chút thì mới chín được, chứ không như này thì không biết là bao giờ nó mới chín được ông ạ. Mạnh thì chắc là khá là đói đấy, ngồi im một chỗ rồi giờ thì còn tung tăng một chút. Đấy, Mạnh thì là phụ giúp ông là lấy bát về để cho ông để thức ăn. Thế bây giờ thì lạp xưởng cũng đã chín rồi các bác ạ. Mạnh thì đã đói chưa? Đói. Đói rồi à? Ồ. Đã đói nhưng mà không có nhiều gì cả cô bác ạ, cũng rất là ngoan. Đấy, mỗi bữa thì hai ông cháu là ăn một ít nhá. Hôm nay thì không có rau rồi không? Không có nhiều gì rồi. Hôm nay thì cũng hái được rau rồi nhỉ? Thế nếu mà hôm nay mà chú kia mà không cho thịt thì là ông đi ăn rau rồi à? Thế rồi. Ồ. Đấy, ông cất nồi đi. Xong là đi vào hai ông cháu ăn cơm đi cho nó cơ Mạnh đói lắm rồi ông ạ. Qua những cái thước phim thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được những cái phần hỗ trợ, trợ duyên của các ông các bà gửi tới cho hai ông cháu để mà làm sao hai ông cháu đỡ khổ hơn một chút. Đấy, bây giờ ông ăn cơm đi, cháu ăn rồi. Đây, cháu đi. Cháu đi khi mà cháu xuống thì cháu mới ăn rồi ông ạ. Ông cứ ăn, ông cứ với lại với Mạnh ăn cơm đi. Mạnh kia. Cái cơm là đi làm cho người ta thì người ta lấy cho à? Thế là ông là ngồi, Mạnh ngồi đây đi, lấy cái mâm ấy, cái mâm hôm nọ đi đâu hết rồi ông? Mâm hôm nọ các bác gửi cho ấy, cái mâm nhỏ nhỏ ấy. Đấy. Tí thế này. Đấy, bây giờ thì hai ông cháu ăn cơm đi. Đâu nào, Mạnh ngồi ra bên này. Đấy, ngồi ra bên kia. Đấy. Đấy, Mạnh ngồi ra bên này. Đấy. Lần sau thì ông cứ nấu thế ông nhá. Thế là thịt vừa rồi người ta đưa cho thịt ở đâu không? À. Đây là người ta đưa đi làm cho người ta là người ta không ăn được, người ta gói cho đúng không? Cháu Lực cũng nhìn thấy là gia đình mà khi ông đi làm ấy, gói cho một túi thịt lợn luộc thì cũng rất là to. Cháu đi họp ông này làm, cháu chả biết nó đi đâu. À. Ra tí ăn cơm với mày làm. Hồng ơi. Hồng ơi. Hồng thì hôm nọ các bác gửi cho nhiều mà. Nhà. Dùng thìa mà đằng thìa inox ấy. Nào Mạnh ngồi khoanh chân ăn cơm nào. Đấy, ngồi khoanh chân ăn cơm đồng hoàng. Đấy. Đấy là người ta gói cho một túi thịt thế này à, để mà ông về nhà ăn cơm với lại Mạnh à? Vâng. Không bán mà. Dạ hết chị nhé, dạ đại Mạnh chị này. Cháu đi ăn cơm ở nhà về rồi, ông với Mạnh là cứ ăn cơm đi. Đấy, chủ yếu là đem cái món này xuống cho ông, chỉ ông nấu cơm nữa, chỉ ông nấu cái này lên nữa, sợ rằng là ông không biết nấu ấy. Nào Mạnh ngồi khanh chôn ăn cơm nào, chú nói không nghe à? Đấy, khi mà ngồi ăn cơm thì không được nghịch nhá, nhớ chưa? Rồi đấy, ăn cơm đi. Đấy, bây giờ thì mời các ông các bà ăn cơm đi, khoanh tay vào. Rồi. Anh ông ăn cơm đi ông. Vâng. Các chị các cô ăn cơm. Rồi. Đấy, hai ông cháu là gắp lạp xưởng này ăn xem là có hợp khẩu vị của hai ông cháu xem có ngon không. Cái
Lạp sườn này là hôm nay là được bà An Phạm là gửi cho hai ông cháu nhá. Mẹ Mạnh, ông gắp cho mẹ cái này đi ông. Ăn cơ ăn ăn với cơm đấy thì nó mới hợp được. Đấy cứng gọn hai gọn thì lấy tay đi. Rồi. Cơm trống hay không nhỉ? Này ông cứ ăn đi. Ăn với cơm thì có hợp không ông? Hợp lắm. Hợp lắm đúng không? Mới nó ăn đủ. Mẹ ăn xin nào mà ăn nè. Đấy, hôm nay thì có thịt để mà ăn rồi đấy, chứ không là ăn rau đấy. Nhìn cách của Mạnh ăn thì có vẻ như là khá là đói rồi cô bác ạ. Cái thích quả đu đủ này, về chứ lạ lắm này. Thích quả đu đủ á? Mẹ lấy làm không kịp nữa. Thế là nếu mà hôm nay mà người ta không cho thịt cho ông ấy thì là ông ăn quả đu đủ ở kia đúng không? Thế rồi. Cả ớt không có. Thế mắm muối mì chính thì đầy đủ hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Thế vừa rồi cháu vừa mới mua thêm một gói to nữa ấy. Với bóp ạ. Mà ăn cái lọ đó. Lọ mà hôm nọ bác gửi cho đúng không? Vâng. Rồi. Nhẹm nọ. Với thủ chỗ còn muốn cầm bít nọ. Cái này không? Cái chỗ ăn. Em lại thống. Cho hộ nó một đi, không ăn nè. Chỉ thấy là Mạnh là thích ăn lạp sườn thôi. Mạnh thích ăn cái này sao ông nhỉ? Ông gắp thịt kia cho Mạnh thì Mạnh không thích ăn đâu nhá. Thịt này nó có ăn mà. Đấy. Thịt nạc nó thì ăn tí. Thịt mới có ăn. Hôm nay thì cháu Lực thứ nhất thì cũng cảm ơn là chị Phạm Thúy Lan, và thứ hai thì cũng cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà của bà tới cho hai ông cháu. Cái này thì mấy nữa ông để dành có thể là Tết ăn cũng được, lạp sườn đấy. Chưa mua được tí nào. Mai kia đi xem. Là ông đi làm thuê để lấy tiền đi mua thịt lợn đúng không? Tết đúng không? Cái Mạnh thì có ngon không? Ngon à? Ngon đấy thì ăn cơm nhiều vào nhá. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi phần quà của chị Lan với lại bà An Phạm tới cho hai ông cháu rồi. Đấy, một lần nữa thì cháu Lực xin được cảm ơn là chị Phạm Thúy Lan ở Hồng Kông với lại bà An Phạm ở bên Mỹ. Chúc chị với lại bà thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Sang năm mới thì chúc chị và bà thêm nhiều điều may mắn đến với lại chị với lại bà cô bác nhá. Hai chị sang năm mới thì em chúc chị với lại bà gặp thật nhiều may mắn ở trong năm mới. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Đấy, Mạnh bây giờ chào con các bà nhá, ăn xong rồi nhá. Nhá. Đấy, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các ông bà đi. Xin chào tạm biệt các ông, các bà. Rồi. Nay có đồ cho tôi ăn ngon rồi. Phấn khởi là tôi thích lắm rồi. Chưa bao giờ mà thấy làm ăn thế này. Hôm nay mới là ông cũng khổ là thấy được ăn thế này, ông tôi mừng lắm rồi. Thì cùng cháu là không được ăn thế này bao giờ đâu. Rồi. Căn nhà nhỏ thế này. Đưa cháu đi học, học về thì cỏ lấy cái gì. Một tí chả đi đâu làm cái gì được đi xa. Xin chào. Rồi đấy đi. Bây giờ Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhá. Đấy bây giờ ăn xong đã. Ăn xong ở mồm đã nhá. Quấn dạo của nó. Từ từ ăn, từ từ nhai nhá. Đấy, ở trong phần ngôi nhà của bác này, cô bác có thể nhìn thấy là rằng là cái ngôi nhà may, rất là may là cô bé có gửi cho hai ông cháu một cái đèn năng lượng mặt trời như vậy, thì khi mà ăn cơm ấy, thì có thể là sáng ở trong ngôi nhà,
dùng cái đèn này thì có thích không ông? Có rồi. Có à? À thích rồi. Rồi, thế đêm thì hai ông cháu thì có bóng đèn là sáng sáng đấy nhỉ? Vâng, đêm đều sáng mà. Thế à, những người ở trên kia thì có nghĩ là nhà ông kéo điện không? Có đấy. Có à? Nhiều người ấy bảo sao mà ông có điện. À. Tôi không có điện nữa mà. À. Nó điện mặt trời ánh sáng ấy cho. À, à nào Mạnh ơi. À. Đấy, ăn xong chưa? Rồi, bây giờ chào tạm biệt đi. Đấy, bỏ bát xuống. Bỏ bát xuống. Đấy, khoanh tay đàng hoàng. Con chào tạm biệt các ông các bà. Tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.